xin chào mọi người nghe hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho mọi người về công dụng của cây rau giúp cá rau giúp cá không chỉ dùng làm món ăn mà còn chữa bệnh rất hiệu quả sau đây là một số công dụng của cây rau giúp cá trong việc chữa bệnh thứ nhất là chữa sốt ở trẻ em một trong những công dụng của rau giúp cá chính là hạ sốt cho trẻ khi thời tiết thay đổi, trẻ nhỏ thường bị ốm, sốt. Trong khi đó, các bà mẹ thường rất ngại dùng thuốc Tây những lúc này vì sợ ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ. Chính vì thế mà cây gao giúp cá được sử dụng như một vị thuốc thay thế chữa trị cho trẻ rất hiệu quả. Cách sử dụng là ta dùng khoảng 30 gram gao giúp cá, giả nát rồi đun sôi sau khi đun sôi đợi cho nguội rồi cho trẻ uống. Có thể dùng bã để đắp vào hai thái dương để cho trẻ hạ sốt. Người chữa bệnh chỉ. Bệnh chỉ gây ra rất nhiều phiền tối và đau đớn. Người bị bệnh chỉ nếu sử dụng rau giúp cá thường xuyên sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh. Nguyên nhân là do thực phẩm này có tính hàn, có thể sử dụng để thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, sát trùng. Tinh dầu trong rau giúp cá có công dụng kháng viêm, tiêu sưng, diệt khuẩn, vì vậy mà nó rất có lợi cho người bệnh chỉ. Cách sử dụng là ta sử dụng một loại rau sống ăn như một loại rau sống bình thường. Nấu với nước rồi xong rửa ngâm khi còn ấm. Dùng bả đắp vào hậu môn. Chỉ táo bón khó tiêu. Ta dùng rau giúp cá rửa sạch sau khô rồi đun với nước sôi. Dùng uống hàng ngày thay cho trà trong vòng khoảng 10 ngày. Chữa kinh nguyệt không đều. Trong y học cổ truyền, rau giúp cá được xem là một vị thuốc tốt, chữa kinh nguyệt không đều. Ta cách sử dụng là ta rửa sạch khoảng 40 uh, g rau giúp cá, 30 g rau ngải cú, giả nhỏ rồi đun nước. À, rồi đun nước sôi để nguội rồi lọc lấy nước uống sử dụng mỗi ngày hai lần trong vòng 5 ngày thời gian sử dụng hiệu quả nhất là chu kỳ kinh nguyệt 10 ngày chỉ số thận ta trộn 20g rau giúp cá với 10g cam thảo đất 15g rau dịu sắc hỗn hợp trên thành thuốc uống uống liên tục trong vòng một tháng và ta sử dụng 100g rau giúp cá đã sao hoàng đem hãm với nước sôi dùng thay trà uống hàng ngày